Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại kênh truyền thông của Lạc Việt Audio. Thì trên tay con là hai hộp sản phẩm. Hộp sản phẩm này đó chính là bộ mic thu âm không dây dành cho điện thoại LDAC CMX900 với hai phiên bản, đó là phiên bản Y và phiên bản S dành cho iPhone và dành cho Android. Thực ra cái âm thanh mà quý vị đang nghe là em đã sử dụng nó để thu âm rồi. Và quý vị thấy chất lượng âm thanh như thế nào, cụ thể ra sao thì hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp và trên tay dòng sản phẩm này. Trên tay em đó là một hộp sản phẩm LDAC CMX900 mã S dành cho điện thoại Android. Và chúng ta cùng mở hộp sản phẩm này có những cái gì. Đầu tiên đó là một cái sợi cáp sạc, đây là phụ kiện sợi cáp sạc để cắm sạc cho đầu thu, hoặc là có thể dùng kết nối với máy tính để biến cái mic này thành mic máy tính. Thứ hai đó là một cái mic thu âm ở đây, các có thể thấy đầu thu mic ở đây, và một cái bộ thu âm, một cái bộ thu sóng receiver cắm vào điện thoại. Cụ thể đây là chân sạc Type-C để cắm vào điện thoại Android. Đầu tiên đó chính là bộ thu sóng không dây, bộ mic không dây LDAC CMX900. Thì thiết kế của hai cái mã Y và mã S dành cho hai phiên bản iPhone và Android là tương tự nhau với cái phần đầu thu này. Nó bao gồm một cái kẹp như thế này. Đó, chúng ta có thể kẹp lên áo, kẹp lên váy này, hoặc là kẹp bất kỳ vị trí nào mà để tiện để chúng ta thu âm. Kích thước của nó thì là tương đương với một chiếc bút xóa loại nhỏ. Đây, tay mặt tay của em đây, hoặc là một cái đồng hồ vòng đeo tay thông minh. Đấy, các bạn có thể thấy so sánh kích thước của nó. Phần đầu này nó có một đầu thu âm rất là nhạy. Và nó đây là đầu thu âm đơn hướng nhé. Đơn hướng tức là nó hướng tập trung về phía trước lại, chứ không phải là từ xung quanh. Thế nên là cái mic này có khả năng lọc âm môi trường khá là tốt. Ở trên này là cái mã sản phẩm, logo thương hiệu. Bên dưới này có nút tăng giảm âm lượng. Ở bên này là có một cái nút nguồn. Khi bấm lên là nó sẽ sáng và chúng ta sử dụng được ngay. Tắt đi, bấm giữ một nút là tắt đi. Và một nút này, cái nút CS này là chúng ta có thể để dò lại tần số kênh nếu mà đi xa quá bị mất. Và đây là cái cổng sạc Type-C. Như đây là em đã kẹp lên cái cổ áo của em và đây sử dụng thu âm. Thực ra thì cái thu âm ở góc này nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà chúng ta kẹp ngang này dùng cũng rất ok. Rất là gọn, rất là đẹp. Thì ở đây em có một bộ đầu thu để cắm vào điện thoại, có kích thước cũng khá là nhỏ gọn. Sẽ có hai phiên bản, một phiên bản sử dụng chân Type-C như thế này để cắm cho điện thoại Android, và một phiên bản là chân Lightning để cắm cho iPhone. Ở đầu này là có một cổng USB-C để làm gì? Để chúng ta cắm vào máy tính để có thể sử dụng thiết bị này với cái máy tính của chúng ta, làm mic thu âm cho máy tính. Chứ cái này không cần sạc, cái này dùng điện trực tiếp từ cái điện thoại của chúng ta hoặc là từ máy tính của chúng ta. Ở trên này có công tắc nguồn, các bạn có thể nhìn thấy on off đây. Ở đây nó sẽ có một cái đèn tín nguồn. Khi chúng ta cắm vào điện thoại thì nó sẽ phát sáng lên và báo tín hiệu nguồn vào. Và ở bên này đó là tín hiệu sóng, khi chúng ta bấm và nó kết nối được với cái mic của chúng ta thì nó sẽ báo đèn ở đây. Và khi chúng ta nói có tín hiệu âm thanh vào thì cái đèn ở cái chỗ biểu tượng micro này nó sẽ sáng lên và cho chúng ta biết là cái hệ thống đã nhận tín hiệu âm thanh và âm thanh đã được thu vào điện thoại để chúng ta có thể tiện theo dõi và sử dụng hơn. Đó. Ngoài ra thì nó cũng đã hết rồi, không còn nhiều. Và sử dụng cái này rất là đơn giản. Các bác chỉ việc là bật cái công tắc này sang chế độ on và cắm vào điện thoại. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ bật cái mic thu âm lên và cài lên cổ áo. Và chúng ta cũng bắt đầu nói thôi.
là có thể sử dụng được để quay phim, để ghi âm, để livestream, tất tần tật ở trên điện thoại nó đều có thể thu lại được. Để kết nối micro vào máy tính, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái cáp sạc của nó, một đầu tai C này chúng ta sẽ cắm vào đầu thu ở đây và bật công tắc lên, chuyển sang từ chế độ off sang chế độ on, và đầu USB còn lại chúng ta sẽ cắm vào máy tính. Đèn sáng này là được. Vâng, vừa rồi em đã mở hộp và trên tay bộ sản phẩm mic thu âm không dây LDAC CMX900 với hai phiên bản, đó là I và S dành cho iPhone và Android. Sắp tới em sẽ có một clip gọi là đánh giá chi tiết về chất lượng thu âm cũng như là khả năng thu âm của bộ sản phẩm này. Các bác nhớ đón xem nhé. Nếu các bác quan tâm đến các nội dung âm thanh của Làm Việc Audio thì có thể là để lại bình luận ở phía bên dưới, hoặc là gọi điện trực tiếp đến các số hotline của Làm Việt em để dưới phần mô tả, hoặc là có thể truy cập website của Làm Việt là lamvietaudio.com.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.